Quý vị thân mến, có thể nói giảm cân là một hành trình đầy gian nan. Nó luôn đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì rất cao. Ngoài chế độ ăn uống phù hợp, bạn còn phải kiên trì luyện tập thể dục. Và có lẽ rất nhiều người đã từng tự hỏi rằng liệu có phương pháp giảm cân nào dễ dàng hơn hay không? Và đó chính là lý do mà trên thị trường hiện nay xuất hiện các loại kẹo hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, nó có thực sự hiệu quả hay không và sử dụng như thế nào để an toàn? Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến phim trường hai vị khách mời sau đây để cùng bàn luận về chủ đề vô cùng thú vị này. Ngay bây giờ xin được kết nối với MC Hoàng Vĩnh nhé. Đầu tiên Hoàng Vĩnh xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Thị Yến Thủy, trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Chào Hoàng Vĩnh, xin kính chào vị khán giả. Và chị Nguyễn Thị Kim Anh đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Kawan với thương hiệu kẹo táo giảm cân Slim. Em xin chào bác sĩ Yến Thủy, chào MC Hoàng Vĩnh và xin chào quý khán giả. Với câu hỏi đầu tiên thì Hoàng Vĩnh xin phép được đặt với bác sĩ Yến Thủy ạ. Thường thì khi mà ăn kẹo thì chúng ta sẽ bị tăng cân bởi vì trong kẹo có chứa rất là nhiều đường. Tuy nhiên thì trên thị trường hiện nay lại xuất hiện là các loại kẹo có tác dụng là giảm cân. Vậy thì Hoàng Vĩnh thấy rằng là nó hơi bị nghịch lý. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ quan điểm của mình về các sản phẩm này được không ạ? Kẹo thì là mình gọi chung một cái những cái mẫu nhỏ nhỏ để ngậm từ từ và thường nó có vị ngọt. Yeah. Vị ngọt thì để làm chi ạ? Là để mà bổ sung cái đường cho cơ thể. Nhưng mà thường á, đường trong kẹo là đường rỗng, nó mang lại năng lượng rỗng thì ít kèm vitamin. Thì khi mà ăn bánh kẹo nhiều, ăn ngọt nhiều được thì nó thêm năng lượng thì sẽ lên cân. Tuy nhiên nếu mà mình biết cách dùng kẹo, đặc biệt là những cái loại kẹo gọi là kẹo giảm cân thì nó sẽ có những cái thành phần khác. Ví dụ như là trong thành phần nó sẽ không phải có đường mà nó có cái vị ngọt từ hay là cái vị từ những cái loại thực phẩm khác. Yeah. Cũng dùng để ngậm, mà đặc biệt là mình sẽ ngậm khi mà mình thấy đói. Thì mình biết một cái cơ chế á, là bất kỳ khi mình đưa thức ăn vào trong cơ thể của mình khi mà cái miếng đầu tiên nó lọt vào dạ dày của mình, cái dạ dày báo là có thức ăn vô, là tưởng là bắt đầu một bữa ăn. Nên lúc đó thì trong cơ thể mình sẽ có những cái phản ứng để đường huyết mà dự trữ trong bữa ăn trước của mình á. Nó đưa ra trong máu, chẳng hạn như trong gan nè, mình của mình nó sẽ đưa đường glycogen trong máu và làm đường huyết tăng lên và làm cho mình no. Cho nên là khi mà mình ngậm một cục kẹo như vậy á, thì làm đường huyết mình tăng, mình cảm giác no rồi á, thì mình sẽ không phải ăn nhiều nữa. Ý nghĩa tại sao mà kẹo có thể giảm cân là như vậy. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Với sản phẩm là kẹo táo giảm cân Slim của công ty Kawan thì có điều gì khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường? Chị Kim Anh có thể chia sẻ về sản phẩm bên mình được không ạ? Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều dòng kẹo giảm cân. Tuy nhiên cái sự khác biệt của kẹo táo Slim đó là được làm từ táo nhập khẩu nguyên liệu trực tiếp từ Mỹ. Và kẹo táo được ra đời với quy trình nghiên cứu của chúng tôi cùng với đội ngũ chuyên gia của Mỹ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảm cân và áp dụng cái công nghệ sấy thăng hoa vào sản phẩm, thì tôi tin chắc rằng đó là một cái bước đột phá trên thị trường. Và điều đặc biệt hơn nữa là khi khách hàng sử dụng cái kẹo táo Slim sẽ không phải lo lắng về cái vấn đề tăng cân trở lại hoặc là bị tác dụng phụ, bởi vì trong cái thành phần của kẹo táo thì được chiết xuất từ tự nhiên và an toàn lành tính như chè vàng, cacao, lá sen, trà xanh, kim ngân hoa, cần tây, vitamin C và có cả cái thành phần collagen giúp cho mình được cái làn da mịn màng hơn. Và Hoàng Vĩnh cũng rất là thắc mắc, không biết là hương vị của sản phẩm bên mình thì nó có giống như là những loại kẹo thông thường hay không ạ? Kẹo táo thì rất là dễ ăn và có cái thành phần đường ăn kiêng kết hợp cùng với cả cacao, cho nên là ăn rất là dễ và nên là rất là giống với cái kẹo thông thường ạ. Theo Hoàng Vĩnh được biết thì táo cũng là một trong những loại trái cây rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên thì hiệu quả trong việc giảm cân của nó như thế nào vậy bác sĩ? Táo là một cái loại trái cây rất là phổ biến ở nước ngoài, đúng không ạ? Và có một cái câu nói mà chắc là ai cũng biết, dù không biết tiếng Anh, là nếu mà mỗi ngày bạn ăn một quả táo thì bạn sẽ không cần gặp bác sĩ nữa. Dạ. Tức là bạn sẽ không bị bệnh. Tại vì mình biết là trong táo á, có khá nhiều vitamin C và đó là một thực phẩm trái cây. Nó có nước nè, nó có một ít đường nè. Dạ. Mà đường trái cây là đường fructo ha. Rồi cái lượng chất xơ nó khá là nhiều và lượng vitamin C thì ăn nó một trái táo thôi nó là gần như đạt một cái nhu cầu cho vitamin C cho một ngày. Đặc biệt trong táo còn có rất nhiều những cái chất gọi là chất chống oxy hóa. Nó sẽ giúp cho bảo vệ cho những cái màng tế bào của mình, làm cho mình trẻ trung hơn, mình ít bị bệnh hơn. Khi mình ăn táo đó thì trong thành phần của táo nó có rất là nhiều nước nè, rồi có nhiều chất xơ mà cái năng lượng nó lại thấp. Cho nên là khi ăn táo thì cảm giác no, ăn được nhiều nhưng mà lại năng lượng thấp, cho nên là nó giúp giảm cân là như vậy. Và như chị Kim Anh cũng đã chia sẻ là các thành phần có thêm ở trong sản phẩm kẹo táo giảm cân Slim như là cần tây,
chè vằn, lá sen, cacao, kim ngân hoa, vitamin C và cả collagen nữa thì nó có tác dụng gì trong việc hỗ trợ giảm cân ạ? Mình nghe một cái thành phần nó có nhiều cái loại hợp chất với nhau thì mình cảm giác đây là một cái hỗn hợp mà nó sẽ có nhiều cái hương vị. Những cái thành phần này đều là những cái thực phẩm gọi là có thể nói là chức năng. Yeah. Có nghĩa là nó không phải cung cấp năng lượng nhiều, không làm mập. Yeah. Nhưng mà nó sẽ có một số những cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là những cái chất mà hoạt chất về sinh học. Chẳng hạn như là mình biết là trong cần tây thì nó là cái kháng viêm nè. Yeah. Ha, và nó cũng giúp cho người ta nói là đốt cháy mỡ, nghĩa là nó chất chống oxy hóa ha. Yeah. Một số những cái vitamin C thì là mình biết là đó là một cái vitamin cần thiết để tăng tạo cái kháng thể, tăng sức đề kháng, và là một cái nguyên liệu rất là đặc biệt để mà cơ thể mình tạo ra collagen. Đây là những cái thảo dược nó cũng thông thường, nó không có sẽ không gây hại đến sức khỏe ha, khá an toàn với cái liều lượng nhỏ. Yeah. Và nó cũng đem tới một số những cái chức năng như là chống lão hóa, cảm giác no ha. Yeah. Tăng cường sức đề kháng, làm đẹp hơn. Còn với chị Kim Anh thì chị có thể chia sẻ thêm về cách sử dụng kẹo táo giảm cân của bên mình như thế nào để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất ạ? Đối với kẹo táo Slim á, thì mình có thể sử dụng được hàng ngày. Với liều dùng thì mình dùng một viên trước ăn sáng 30 phút, và cách sử dụng thì có thể nhai hoặc là ngậm ạ. Khi mà chị đưa dòng sản phẩm này ra thị trường thì chị đã nhận được những phản hồi như thế nào từ phía khách hàng ạ? Khi sản phẩm kẹo táo được đưa ra thị trường thì về phía công ty của chúng tôi được nhận các cái phản hồi rất là tích cực, và hầu hết khách hàng đều cảm thấy hài lòng về cái sự tiện lợi này, dễ ăn và an toàn bởi các cái thành phần tự nhiên quen thuộc. Khách hàng rất là bất ngờ về cái hiệu quả của kẹo táo. Và ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả cũng mong muốn nghe được những lời tư vấn của bác sĩ trong việc là lựa chọn sản phẩm kẹo giảm cân như thế nào để cho an toàn. Khi mình lựa chọn một cái loại sản phẩm nào mình sử dụng cơ thể thì cần chú ý nhất là mình phải coi là cái thương hiệu đó là nó phải an toàn, một nơi sản xuất uy tín, cũng như là mình phải kiểm soát cái phần mà có cái công ty có nhãn mác bao bì đàng hoàng, có địa chỉ nơi sản xuất vân vân, thì để nó có một cái nơi để cho mình có thể là mình phản hồi được khi mình sử dụng sản phẩm. Bên cạnh đó thì mình coi cái thành phần nguyên liệu của nó là cái gì, nó có là những cái thực phẩm nào nó an toàn không, có chất những cái nguyên liệu nó an toàn cho sức khỏe hay không, rồi phải xem cách hướng dẫn sử dụng, cách bảo quản thực phẩm nó như thế nào, mình phải tuân thủ theo thì mới đạt được cái yêu cầu của mình khi mà sử dụng cái sản phẩm đó. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi ạ. Quý vị thân mến, Hoàng Vĩnh có thể thấy rằng là vừa ăn đồ ngọt, ăn kẹo được mà không lo sợ bị tăng cân, thì đây cũng chính là một trong những sự lựa chọn rất đáng để tham khảo, để các chị em vừa có thể giảm cân được, vừa giữ dáng mà không cần phải kiêng khem đồ ngọt quá nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải lựa chọn những thương hiệu có uy tín và phải tuân theo những chỉ dẫn của bác sĩ để đạt được hiệu quả tốt nhất quý vị nha.